Xin chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Quỳnh Mai TV. Xin chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra lô thì thấy lô đem về qua cẩm tú cầu rất là đẹp các bạn. Đây, cái hoa màu tím và trước khi màu tím thì nó nở màu xanh lá cây trước, rồi kế đó là màu hơi trắng trắng các bạn, rồi mới là tới màu tím. Đó, màu tím này rất là đẹp. Tím này mình không biết là phải là tím hoa cà hay không, nhưng mà rất là đẹp nha. Cái chậu này các bạn nhìn thấy nè, màu xanh, cái hoa màu xanh lá cây trước, rồi nó điểm màu trắng, rồi xung quanh bao màu tím lợp nhưng vẫn còn màu xanh lá cây nha. Rồi khi mà nó già đi thì nó màu tím như thế này, bông rất là to và đẹp nha các bạn. Đó, thì mình sẵn đây mình quay cho các bạn xem qua cẩm tú cầu, màu tím màu xanh lá cây lẫn lộn. Khi mà nó còn nhỏ thì nó cái hoa nở ra màu xanh lá cây này, rồi nó mới bắt đầu điểm tím xung quanh của cái hoa. Rồi khi nó già đi thì nó màu tím đậm hơn và màu tím rất là đẹp luôn. Cái này cũng có thể gọi là màu hồng lợt các bạn, hồng tím. Cái hoa bên đây thì là hồng nè, cùng một cây mà nó đủ màu hết các bạn. Đó, các bạn nhìn xem cái hình hoa tròn quay luôn, rất là dễ thương. Mình nhìn cũng mê luôn các bạn. Để mình coi giá coi bao nhiêu một chậu. Mình không thấy để giá các bạn. Chắc cũng cỡ là 20-30 đô một chậu các bạn. Đó. Thì người ta thiết kế là ở chính giữa có cái thác nước này các bạn. Cái thác nước này có dòng nước chảy nó có 3-4 chỗ các bạn, trên cao, trên đỉnh cao nè, rồi xuống, rồi là 4 chỗ. Và cái thác nước này mình ở tiệm trang trí xung quanh là cẩm tú cầu nha các bạn. Cái thác nước nó chảy róc rách nghe rất là vui tai nha. Thì theo phong thủy người Việt Nam mình thì ở vườn mình thiết kế cái thác nước này rất là hên nha các bạn. Nước luân chuyển. Đây, những chậu cẩm tú cầu rất là đẹp. Mình mê luôn các bạn. Các bạn nhìn xem. Thì cẩm tú cầu này giá là 52 đô 48 sen. Đẹp quá các bạn. Cái gốc người ta để trong đây chỉ có một gốc mà nó lên tới 3-4 bông luôn. Tết mà mình mua được cái này để trưng thì là sướng lắm các bạn. Dạ, ở đây lô có bán hoa hồng nóc ao nha các bạn, màu đỏ rất là đẹp. Thì ở nơi Quỳnh Mai ở với lại Estesic thì ưa trồng cái loại hoa hồng nóc ao này, tại vì nó rất là mạnh, nó không có bị bệnh gì nha các bạn, không có bị đốm lá, rồi không có bị những con sâu tấn công, nhất là những cái cây hoa hồng mà cắt cành thì ưa bị đốm lá. Với mùa hè thì bị cái con của Nhật tấn công. Thì ở vùng mình ở thì người ta trồng đa số là hoa hồng nóc ao, nó chịu nắng nha. Còn cái hoa hồng cắt cành thì nó chịu lạnh, lạnh thì nó mới có hoa to và đẹp. Còn ở đây hoa hồng nóc ao thì càng nóng thì nó càng ra hoa nhiều và rất là đẹp nha các bạn. Một chậu thì
ở lô xe 24 đô 98 sen nha các bạn. Nó rất là mạnh, đem về trồng thì nó sẽ mọc ra thành bụi rất là to đó. Thì hôm nay Quỳnh Mai đi shopping ở lô nha, quay cho các bạn xem những cái cây cảnh mà ở lô đem về. Thì ở bên đây cũng có hoa rất là đẹp nè các bạn, ở hoa màu tím màu trắng. Rồi có cái cây này giống là Switzerland nè các bạn đó. Thì bạn nào thích thì đi ra mua nha. Cái những cây hoa màu trắng màu tím này là nó mọc, mình trồng nó mọc lên tới mùa đông nó chết, rồi mùa xuân nó trở lại nó mọc lên các bạn. Nên người Mỹ người ta rất là thích trồng cái loại hoa này. Loại hoa này nó phủ ở trên mặt đất, nó diệt cỏ đó các bạn đó, rất là đẹp. Khi nó hết hoa thì nó còn lá, tới mùa đông thì nó chết, mùa xuân nó mọc trở lại. Cái này cũng lộ của nó mà màu trắng nè các bạn. Đây là cái loại hoa giống như hoa cúc kìa các bạn đó, rất là đẹp nha. Lô có đem về bán mà mình không biết tên của nó là gì, các bạn nhìn xem màu tím giữa màu trắng, rồi cái nhụy của nó màu đỏ nha, hoặc là màu tím đậm, mình nhìn lại màu tím đậm các bạn. Cái hoa rất là đẹp, đi tia ra những cái cánh nó rất là mong manh nhưng mà nhìn thấy là đẹp các bạn. Và ở đây người ta có bán hoa pensy nha các bạn, đủ màu hết, màu vàng nè, rồi màu trắng, màu tím, màu đỏ, chung một chậu đó. Mình đã quay hết cho các bạn xem về hoa ở lô bán. Video tới đây xin tạm ngưng. Mai chúc các bạn vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký, chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.